tình bạn tôi hay làm vậy nè. Hả? Đang ngày tình bạn chưa? Chưa. Ê! 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 Nắm cái tay vô, nắm cái tay vô, nắm cái tay vô, nắm cái tay vô. Khó lưu nhất lớp. Trời ơi. Ôi, tụi em tránh nó từ đó ra. Con gấu và chùm nho xanh đem tiền về cho mẹ. Sao vậy? Giơ tay lên chi vậy? Tự nhiên đứng như cái quên luôn. Oh my god. Ba. Trời ơi, cứu tôi. Ôi trời ơi. Lại. Là có thật sự đi không? Ê, sao bên kia đi nhanh quá à? Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, chết tôi. Sợ gì mà mẹ? Cứu tôi. Thôi, là quá đủ rồi. Tu đi. Tôi đi rồi. Giờ tỉnh. Tâm tỉnh đi. Không. Cái này mà ngày xưa là một vòng trái đất. Em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật ta không dám nhìn. Anh Hải, của anh dài bao nhiêu? Ý là chiều cao của anh dài bao nhiêu đấy? Anh dài 1m65. 1m65 cơ á. Vâng. Đây là một cái món bánh tráng mà hả, nó kiểu nó dài mà nè. Nó dài. Thì kiểu chỉ có bánh cuốn thôi. Kiểu cuốn thôi nè. Oh my god. Ủa? Mãng xà ôm Ngọc Hải mà. Đây là mãng xà ôm Ngọc Hải. Mãng xà ôm rõ ràng mà. Mà sau này làm bạn gái của tôi chắc là sướng lắm.